Công ty cổ phần phân bón Ba Lá Xanh phối hợp với làng du lịch Tre Việt vừa chính thức triển khai chương trình Một ngày cảm ơn nông dân. Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 6 nhằm ngày Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5. Với chủ đề Cảm ơn nhà nông, một nắng hai sương, bà con nông dân được miễn phí 100% vé tham quan và các dịch vụ trò chơi và ăn uống buffet trị giá 500.000 đồng tại làng du lịch Tre Việt, đồng thời được những phần quà tặng có giá trị từ công ty cổ phần phân bón Ba Lá Xanh. Ngoài ra, còn có chương trình rút thăm trúng thưởng một giải đặc biệt trị giá 6 triệu đồng cùng nhiều giải thưởng khác và các hoạt động trao đổi kinh nghiệm sản xuất, cuộc thi nông dân hát bolero. Để tham gia chương trình, bà con nông dân chỉ cần truy cập vào Facebook hoặc website của Ba Lá Xanh hay làng du lịch Tre Việt để tải phiếu đăng ký và điền vào mẫu tham gia.